Xin chào và rất biết ơn các bạn đã chọn xem cái podcast này. Hôm nay mình thích chia sẻ cho các bạn về chủ đề tình yêu qua cuốn sách How to Make Anyone Fall in Love with You của tác giả Layla Lonnie và được dịch sang tiếng Việt có tên là Làm cách nào để bất cứ ai cũng có thể yêu bạn. Và mình xin tự giới thiệu, mình là Kirby, hiện tại đang sinh sống và học tập tại Hoa Kỳ. Người sẽ chia sẻ podcast ngày hôm nay đến với các bạn. Thực sự, ngay bản thân mình và mình nghĩ tất cả chúng ta không có biết nhiều về tình yêu đâu. Nhưng mà rất là may mắn trong cuốn sách này, nó chia sẻ chúng ta về mặt tâm lý học, bí quyết yêu mà biết yêu một người thực sự là như thế nào. Dù chúng ta đang yêu hoặc chúng ta đang trong một mối quan hệ cam kết, thì điều này rất là cần thiết cho mỗi người chúng ta cần phát triển bản thân của mình hơn. Bởi vì khi mà chúng ta chính thức bước vào trong một giai đoạn, một mối quan hệ, thì rất nhiều cặp lại không tránh khỏi những cái vấn đề xung đột, cuối cùng dẫn đến đổ vỡ. Đây là một trong những cái bí quyết mà chúng ta thực sự áp dụng vào cuộc sống của mình một cách thuần thục, thì các bạn sẽ hạn chế đi nỗi cô đơn. Bởi vì điều đáng sợ nhất là cô đơn mà ngay cả khi bạn ở cạnh người yêu mình mà chúng ta vẫn thấy trống trải, do là chúng ta không hiểu được họ và không biết cách yêu là như thế nào. Và điều đầu tiên đó chính là thiết lập sở thích chung và tương đồng về tính cách. Đa phần chúng ta sẽ tìm những ai đó khác biệt chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như bạn là người hướng nội thì bạn sẽ tìm một người hướng ngoại. Bạn là một người cao thì bạn tìm một người thấp. Bạn là một người khác biệt về cái ăn mặc thì bạn lại thích một cái người thật là thời trang hơn bạn. Thì đây là những cái khác biệt rất là nhiều. Bởi vì chúng sẽ hút nhau, chúng ta thường ham thích những cái gì mà không giống chúng ta lắm. Do đó cái việc mà thiết lập sở thích chung và tương đồng với tính cách là một trong những cái mà chúng ta có thể gắn bó lâu dài với người mình yêu, nếu như các bạn muốn đây là một mối quan hệ cam kết lâu dài. Muốn nó được, các bạn phải xây dựng một tính cách tương đồng. Bởi vì khi mà các bạn trái tính cách với nhau sẽ dẫn đến quan niệm sống sẽ không giống nhau. Điều này sẽ khiến cho các bạn có những lúc cảm thấy đau khổ khi ở bên nhau rất là nhiều luôn. Nhưng mà hai người mà cùng có một cái điểm chung gì đó thì các bạn thực sự biết yêu là như thế nào. Cả hai cũng phải biết ý thức xây dựng sự tương đồng về tính cách cùng nhau, thì chúng ta phải thiết lập sở thích chung nè. Hãy làm cái gì đó cũng được các bạn. Thích một bộ phim, cùng nhau đọc một cuốn sách, cùng nhau tập một môn thể thao, hoặc đơn giản là các bạn hãy chơi nhạc cụ, là cảm nhận âm nhạc. Cái gì cũng được, miễn sao chúng ta phải tìm điểm chung, xây dựng một quan điểm chung về hôn nhân. Các bạn phải định tâm là hai người ở cạnh bên nhau để chúng ta có thể yêu nhau thực sự. Bởi vì tính cách của mọi người sẽ bị ảnh hưởng và hình thành bởi cha mẹ và hơi thở ấu của họ. Do đó, cái việc mà chúng ta chấp nhận những quan điểm khác biệt và chúng ta cố gắng làm sao tìm cái điểm chung nhiều nhất là các bạn có thể gắn bó với người này lâu dài nhất có thể. Và để biết được cái quan điểm của người yêu mình thì rất đơn giản các bạn. Các bạn thử hỏi họ về những cái tác phẩm mà họ đọc, những bộ phim mà họ xem, hay hỏi những cái quan niệm và suy nghĩ của họ về hôn nhân. Khi các bạn biết được cái quan niệm của họ và mình sẽ tìm cách chúng ta dung hòa giữa mình và họ như thế nào, là các bạn sẽ thấy được là chúng ta sẽ yêu nhau rất là nhiều, rất là dễ để tiến tới một tình yêu cam kết. Và điều số 2, các bạn hãy tìm cách bù đắp những cái nhu cầu, khuyết điểm của đối phương. Thông thường khi yêu, chúng ta hay ngưỡng mộ một cái năng lực hay một cái tài gì đó của họ. Bởi vì chúng ta thấy là mình không có cái đó, thì cái người này sẽ đến để bù đắp những cái khuyết điểm của bản thân mình. Ví dụ mình là người không có tính kỷ luật, lười biếng hay là không ý thức cao, thức đêm, thì một người đó kỷ luật, họ sống trong khuôn khổ lại thu hút bạn rất là nhiều. Và để biết sự khuyết điểm của họ để chúng ta có thể bù đắp lẫn nhau thì thông qua hành động và lời nói thì bạn sẽ phát hiện ra là đối phương của bạn mong muốn tiến bộ cải thiện họ là gì. Còn bạn muốn trở thành một người mà có thể bù đắp nhu cầu nào đó cho họ đó, hay một tình yêu đẹp và bền lâu thì không chỉ là mình chúng ta thề non rạn biển, mà đơn giản là sẽ có những cái thách thức, đó chính là cả hai cùng phải đồng bộ cùng nhau để trở nên tiến bộ hơn về năng lực này, về nhu cầu cá nhân. Làm cách nào cho chúng ta trở nên tốt hơn khi yêu nhau
càng gắn bó khăng khít hơn là điều mà chúng ta nên phải tập trung vào. Thật ra ở đây tác giả nói, các bạn yêu, các bạn phải đem lại giá trị cho nhau. Bởi vì cái tỷ lệ cả hai đến với nhau là ngang bằng nhau. Có thể ban đầu là chênh lệch, nhưng điểm cuối cùng thì các bạn phải tương đồng bằng nhau. Bởi vì như vậy các bạn mới không đánh mất đi cái sự cân bằng, hướng tới cái cảm xúc tích cực nhất có thể. Bởi vì chỉ cần một giọt nước tràn ly của cảm xúc tiêu cực là nó sẽ nhấn chìm tình yêu của các bạn. Và có rất nhiều cái nghiên cứu đã nói rằng hai người mà muốn duy trì mối quan hệ hạnh phúc là các bạn phải luôn luôn giữ được giá trị của bản thân mình cho bằng nhau, hoặc không bằng ít nhất cũng phải là 8-9 chứ không được yếu quá các bạn. Cân bằng nhất định phải vừa cái yếu về sao, yếu tố về ngoại hình nè, về tài sản nè, về địa vị nè, về danh tiếng nè, về kiến thức, học vấn nè, phong độ nè, tính cách nè, nhân phẩm nè. Tất cả những nguyên tắc về ngăn bằng nhau là phải tồn tại. Mặc dù chúng ta không có thể đo lường chính xác, mà chúng ta phải biết rằng chúng ta lúc nào cũng phải biết là mình phải nâng cao giá trị và phát triển bản thân của mình. Không phải làm vậy là các bạn so sánh đâu bạn. Bởi vì cái đó là chúng ta phải làm một cái gì đó, trở thành cái người họ muốn ở gần mình, họ được thu hút bởi mình. Nhất là giá trị bản thân, các bạn để cho giá trị bản thân của mình lụi tàn theo năm tháng, các bạn không có làm gì hết để chúng ta phát triển hơn, không có đẹp hơn, không có giỏi hơn, không có tài năng hơn, thì đương nhiên từ từ người ta cũng chán thôi các bạn. Và cách tốt nhất để chúng ta giữ gìn hạnh phúc trong tình yêu là cả hai người phải cùng nhau liên tục tăng giá trị bằng cách là không ngừng cải thiện bản thân của mình. Vì vậy chúng ta phải tập trung vào khí chất sự tự tin nè. Và các bạn phải học cách làm sao cho tư thế nụ cười của bạn trở nên tự tin và đẹp nhất có thể. Bởi vì đây là một trong những cái tài sản vô hình của chính các bạn mà các bạn có thể trau dồi bằng cách mình đọc nhiều, học hỏi để chúng ta càng ngày càng phát triển hơn thôi. Chứ không cách nào khác ngoài cái việc mà chúng ta phải học hỏi từ người khác hoặc từ những cuốn sách hay hết đó các bạn. Và điều số 3 là làm sao để các bạn có thể tăng độ thân mật giữa hai người. Thì trong cuốn sách này có chia sẻ là các bạn phải sử dụng âm thanh vọng lại. Và bằng cách này các bạn có biết dùng chưa? Ví dụ để bạn hiểu hơn về phương pháp này á, thì mình sẽ ví dụ cho các bạn sau đây ha. Bây giờ hàng ngày các bạn hãy tập trung vào những gì mà đối phương họ nói chuyện. Bạn hãy nhớ là những cái từ ngữ, những thành ngữ hoặc những cái cụm từ nào á mà người yêu của bạn thường xuyên sử dụng trong việc nói chuyện với nhau á, các bạn hãy nhớ. Và các bạn phải sử dụng những cái từ ngữ, cụm từ này để nói chuyện lại với họ. Đây là một trong những cái điều bạn sẽ tạo được thiện cảm thực sự đối với người đón nhận. Bởi vì đây là một cách mà các bạn có thể tăng lên sự thân mật giữa hai người. Vì mỗi người chúng ta sẽ có cách dùng từ ngữ riêng biệt. Nếu chúng ta để tâm và ghi nhớ những từ này, thì chắc chắn mà nhớ sử dụng nha, thì thường xuyên áp dụng trong cuộc trò chuyện, bảo đảm các bạn sẽ gây được thiện cảm mà họ yêu bạn lúc nào cũng không hay đó nha. Và ở đây tác giả cũng chia sẻ thêm một cái bí quyết nữa là nếu như các bạn còn độc thân á, thì cái ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. Vì vậy các bạn hãy đẹp mỗi lúc mọi nơi. Đây chính là cái điều kiện cần để cho chúng ta chuẩn bị có người yêu. Bởi vì chúng ta sẽ xuất hiện trong những buổi tiệc, những cuộc tiếp đãi khách hoặc đi làm mà các bạn luôn trong một cái trang phục chỉnh chu, đẹp đẽ và đầy khí chất. Là đây là lúc mà các bạn có thể thấy là dù các bạn đi dạo ngoài công viên hay dắt cúng đi chơi, đi siêu thị mua đồ, chạy đảo đồ đường đi ăn sáng, thì các bạn phải mặc đồ sao cho nó ok nhất, không được lôi thôi bạn. Biết đâu gặp được anh chàng bạch mã hoàng tử xuất hiện ở quán ăn bún riêu thì sao? Bởi vì theo một nghiên cứu thống kê rằng bạn đời của chúng ta sẽ xuất hiện trong vòng 5-6 con phố quanh các bạn thôi, chứ không đâu hết á. Rất có thể là nơi bạn làm việc nè, nơi bạn học nè, nơi bạn hay lưu tới để ăn trưa nè, phòng tập gym nè. Tất cả những điều này là những chỗ mà người yêu hoặc chồng tương lai, vợ tương lai các bạn sẽ xuất hiện. Và kế tiếp thì một cái mẹo rất đơn giản là các bạn sẽ hấp dẫn một thứ gì đó, các bạn hãy mở tắt to ra. Chính xác là các bạn có thể ứng dụng cái mẹo này về tâm lý học khi bạn nói chuyện với người mình thích. Các bạn có thể nhìn vào khuôn mặt của họ. Bạn chọn một cái điểm nào trên khuôn mặt cũng được á. Ví dụ như là cái mũi, đôi lông mày, má lúng đồng tiền.
lúc đầu có thể bạn nhìn vậy người ta ngại lắm, nhưng từ từ là họ cũng quen à. Bởi vì không có cái gì mà vượt qua cái khuôn phép bất lịch sự bằng cái việc là bạn thể hiện sự yêu mến, triều mến của mình đối với họ. Khi nhìn vào những cái bộ phận này trên gương mặt á, khiến cho người đó cảm thấy là phát hiện một cái sự hôn hút đặc biệt đến từ các bạn. Khi bạn có một cái chiều sâu về cảm xúc, khi mà cái nhìn lưu luyến bạn để lại cho người ta đó, có thể là người ta không nói gì đâu, nhưng mà có thể khiến cho họ là về lưu luyến bạn rất là nhiều. Và lúc mà nói chuyện với những người này, các bạn hãy thể hiện sự chăm chú lắng nghe. Bởi vì ai cũng phấn khích khi mà được người khác chăm chú lắng nghe hết trơn á. Khi mà họ nói xong, các bạn đừng nhìn đi chỗ khác. Hãy nhìn vào họ từ 3 đến 4 giây. Sau đó mới từ từ mình đi chỗ khác, đưa ánh mắt đi chỗ khác. Hãy luyện tập cho chiêu này thật sự là thuần thục, để các bạn biết rằng bạn là một cái người biết lắng nghe. Lúc mà bạn biết lắng nghe thì bạn sẽ được nhiều người yêu mến thôi. Và tuy nhiên tất cả những cái mẹo hay những cái bí quyết này chăng nữa, thì các bạn phải nhớ là không có gì bằng sự chân thành đó. Bởi vì sự chân thành và sự cho đi tình yêu là một trong những cái điều mà người yêu của mình mong đợi. Và quan trọng nhất là cả hai bạn phải không ngừng phấn đấu vì nhau. Bởi vì chúng ta cùng bước đi trong cuộc sống này thì cần có sự đồng điệu và sự mang lại giá trị yêu thương thực sự. Và luôn ghi nhớ là tình yêu nó được xây dựng từ cái ba tam giác hiện thực, đó chính là sự đam mê về thể xác, sự trách nhiệm và cam kết, và cái thứ ba đó chính là bạn có thể giao tiếp đàm phán được với người yêu mình hay không. Đây là một trong những cái bạn luôn luôn phải ghi nhớ về cái tam giác hiện thực này để các bạn xây dựng về một cái tình yêu thực sự. Và các bạn phải lưu ý thêm một cái tam giác hiện thực khác nữa, là đó chính là các bạn phải làm sao các bạn thực hiện ba cái điều này cho mình. Thứ nhất là các bạn hiểu như thế nào về người yêu của mình. Cái thứ hai là các bạn biết gì về họ. Và cái thứ ba là bạn có tin cái tình yêu là tình yêu của bạn hay không. Các bạn luôn luôn xây dựng về đặt câu hỏi về cái ba vấn đề này thì các bạn mới thực sự bước vào tình yêu với một người nha các bạn. Khi các bạn chưa hiểu, chưa biết hoặc không tin thì các bạn đừng bao giờ bước vào mối quan hệ này hết. Và đây là tất cả những gì mình chia sẻ sau khi mình đọc được cuốn sách How to Make Anyone Fall in Love with You. Thì mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bạn, và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi dứt khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.